Hồng Chùm Son. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh là vườn S Garden nhé. Đây là cây hoa hồng chùm son, hoa từng chùm màu hồng rất là đẹp này. Đặc điểm của nó là hoa cực kỳ thơm luôn. Đây, những cái chùm hoa của nó có tới rất là nhiều nụ. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây, gồm một nụ chính và hai nụ nhỏ này. Đây là kiểu cái tay mình này. 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây, một chùm như này có tới 11 nụ. Đặc điểm của nó là hoa rất là bền và cực kỳ thơm luôn. Lá của hoa chùm son thì các bạn để ý thấy không? Lá của nó thì có màu xanh này, so với lại màu khác thì nó xanh nhạt hơn và lá của nó nhỏ hơn. Đó. Cây chùm son thì nó dạng này là dạng bụi nhé, có rất là nhiều nhánh, nhánh xung xuê và trên các nhánh thì có rất là nhiều nụ, cực kỳ nhiều nụ luôn ạ. Khi nở thì hoa rất là thơm, đây là cái đặc điểm mà rất là nhiều người yêu thích hoa sai, này thơm này, đó là những cái tiêu chí mà đối với hoa hồng thì đây là những cái tiêu chí mà được nhiều người yêu thích. Một chậu này thì được trồng ở trong cái chậu nhựa và có chiều cao khoảng 40 đến 50 cm hoặc có thể là cao hơn một chút. Tán của nó thì khá là rộng, cũng khoảng tầm 50 cm nhé. Đây, những cái cây hoa chùm son đặc biệt là sai hoa nhiều nụ. Bắt đầu có những cây thì bắt đầu đã nở hoa. Đấy, cây này thì có nở một bông duy nhất này. Hoa rất là bền lâu, thơm. Các bạn có thể trồng ở trong chậu để ở lan can hoặc là để ở đầu hè ở sân vườn để làm cảnh rất là đẹp. Đó, cái cây này thì bắt đầu nở được vài bông này. Vài bông bắt đầu nở. Đây là cái nụ của nó khá là to này. Khoảng vào ngày mai thì nó sẽ nở. Đấy, còn những cái bông này thì chưa thể nở được. Những cái nụ nhỏ thì khá là lâu nữa mới nở. Có thể lên tới là hàng tuần nữa thì mới nở được nhé. Và tùy theo nhiệt độ thời tiết. Nếu mà nhiệt độ thời tiết lạnh thì nó sẽ nở chậm hơn, tức là lâu nở hơn. Và nhiệt độ thời tiết mà nhiệt độ cao thì nó sẽ nhanh nở. Rồi, nếu mà quý vị và các bạn có nhu cầu ở một chậu hoa chùm son như thế này thì có thể comment ở phía bên dưới hoặc là để lại số điện thoại hoặc có thể liên hệ với mình qua số Zalo 0985028. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.